Ngay giữa lúc mùa dịch bệnh tâm điểm như thế này thì trước tiên nhất đó chính là phải giữ được tâm trạng là luôn luôn lạc quan, luôn luôn vui tươi và luôn luôn yêu đời. Và đặc biệt nhất và quan trọng nhất là phải tự bảo vệ bản thân mình. Khi ra đường các bạn nên bịt khẩu trang kỹ, và khi đi mua đồ hoặc làm bất cứ gì ngoài chợ rồi thì các bạn nên là sử dụng nước sát khuẩn để vệ sinh đôi bàn tay của mình cho thiệt kỹ, nhằm là không lây bệnh hoặc là hạn chế mức tối đa nhất những cái con virus nó xâm nhập vào cơ thể mình. Thì mình tự bảo vệ mình, đừng để người khác bảo vệ mình mà hãy tự bảo vệ mình. Và quan trọng nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và rất là vinh dự và được sống trên đất nước Việt Nam và là thành viên hơn 90 triệu dân Việt Nam. Thì trước khi đi vào vấn đề nữa thì Lúa xin mời tất cả mọi người nghe một cái đoạn nhạc Vu Vương. À, xin mời tất cả mọi người lắng nghe cái đoạn nhạc này nghe rất là vui luôn. Tạm biệt bác Hiniken, tạm biệt chú Tai Gơ nhé, tạm biệt Đế Long An luôn. Em về nhà với vợ nè, nhớ lắm, quên sao được mùa dịch Covid ơi. Tạm biệt các em ô môi, tạm biệt thêm về đêm nhé, tạm biệt mấy anh công công. Em về nhà với vợ nè, nhớ lắm, quên sao được mùa dịch Covid ơi. Mời em vào lớp 1 rồi nhớ nhé, nhưng bày cả thân thương. À, đấy là giai điệu Vu Vương và giai điệu hết sức vui vẻ luôn, được sáng tác và được chế lại trong mùa dịch Corona. Thì các bạn nghe xong các bạn cảm thấy như thế nào? Đây là một giai điệu hết sức là Vu Vương, hết sức là vui tươi, nhằm khuyến khích con người chúng ta hãy lạc quan, hãy yêu đời. À, tạm biệt Henneken nha. Đó, các bạn thấy không? Rất vui tươi, rất là yêu đời luôn, làm cho con người chúng ta sẽ là đầu óc sẽ là vui vẻ, không suy nghĩ gì nhiều và luôn luôn lúc nào cũng phải lạc quan yêu đời. Và xin gửi tới những anh chị là đang nói xấu hoặc là đang có những cái hành động giống như hôm gài là có rất là nhiều người lên nói, như là chị Linh nè, chị Linh Đài Loan nè. Chị ta là một cái con người chửi rất là nhiều và chửi rất là ghê, nhưng mà chị này á, là bản tánh giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời. Chị này lên chửi rất là hùng hồn, chửi rất là khí thế. Chị ta là ở đâu cũng sống trên đất nước Việt Nam nhưng mà lao động bên Hàn Quốc.
Vậy mà người chị ta lại lên chửi và chê đất nước Việt Nam, chửi hết dân tộc Việt Nam luôn. Chửi xong rồi lại xin lỗi, xin lỗi, khóc lóc ỉ ôi luôn. Các bạn thấy không? Con người rất là nhục nhã. Tại sao lên chửi xong rồi xin lỗi 5 lần 7 lượt làm liếc xin lỗi, chúng ta cảm thấy nhủi lòng và bắt đầu chị ta lại là ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy. Chị ta lại lên chị ta chửi nữa các bạn, chửi khí thế luôn. Khi mà người ta đánh kẻ chạy đi chứ người ta không đánh kẻ chạy lại, vậy mà chị ta chạy lại, chị ta khóc lóc cho cơ hội chị ta để sửa sai, vậy mà chị ta không biết tận dụng cái cơ hội để sửa sai. Bây giờ chị ta lại lên clip chị ta chửi nữa, và cái clip chị ta chửi thì chị ta đã xóa xuống rồi, đã gỡ xuống rồi. À, cái chị này chắc có lẽ là không muốn mà tồn tại nữa đây, không muốn mà bán hàng đa cấp nữa đây. Chị này chứng nào tật nấy, vậy thì chắc có lẽ là không có ai mua đồ để ủng hộ chị ta nữa đâu. Lúa là cái người đầu tiên, nếu mà là đối tác kinh doanh của chị ta thì lúa sẽ không bao giờ mua đồ của chị ta nữa. Tại vì con người chị ta chứng nào tật nấy, không bao giờ thay đổi được bản tánh của họ. Thêm một cái nữa, hổm gài là có hai cái vợ chồng chú bán vé số thì phải, lên cũng chửi rất là ghê, chửi rất là hùng hồn. Nhưng mà hai cái người này đặc điểm của họ là sống trên đất nước Việt Nam và cộng đồng mạng. Chắc có lẽ là cô chú này nghĩ là cộng đồng mạng không tìm ra được địa chỉ, mà vô tình cộng đồng mạng rất là ghê gớm nha các bạn. Chỉ cần các bạn nằm trên đất nước Việt Nam thôi thì họ có thể kiếm được bạn, cho dù bạn ở trong góc ngõ hẻm hoặc là con đường cùng nào đi chăng nữa, trong gừng trong gú người ta vẫn có thể tìm được bạn. Vậy tại sao mình kinh doanh cái nghề của mình, kinh doanh bán vé số không phải là gom đũa cả nắm? Tại sao mình không làm cho người ta thương mà mình lên mình nói hết cái này tới cái kia? Nó lúa thì không muốn nhắc nhiều, nhưng mà muốn nhắc nhở một số bạn du học sinh từ nước ngoài về, thì các bạn làm ơn thực hiện biện pháp cách ly. Khi cách ly các bạn sẽ được hưởng rất là nhiều ưu tiên, ăn uống các bạn khỏi lo, y tế người ta cũng lo cho các bạn. Tại sao người ta đã bỏ công sức, mồ hôi, công sức, thiết bị y tế, thức ăn, vật phẩm, người ta lo cho các bạn từng ly từng tí, mà tại sao các bạn còn phải chê ở cái nơi này á là xấu? Đồ ăn thì các bạn chê này chê nọ, các bạn phải đòi ăn khách sạn 5 sao. Ủa, các bạn đi cách ly, tiền người ta bỏ ra lo cho các bạn mà các bạn còn đòi hỏi cái này cái nọ, chê cái này cái nọ. Các bạn về nhà các bạn có hay không? Nó hay là các bạn đi về rồi bị người ta kỳ thị. Mà ngộ có một cái, bây giờ các bạn đi về đi, đừng có nói bên nước ngoài. Từ nơi này qua nơi khác thôi, các bạn cũng phải tuân thủ cái biện pháp cách ly. Khi các bạn cách ly tại cái nơi mà bạn mới phát bệnh ra, thì các bạn ngoài việc cách ly 14 ngày, sau khi cho kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần thì các bạn sẽ được về địa phương. Nhưng khi về địa phương thì các bạn lại phải cách ly 14 ngày nữa và xét nghiệm âm tính 3 lần các bạn mới được đi về nhà. Hoặc là nếu mà các bạn ấy thì các bạn sẽ được cách ly tại nhà. Vậy thì tại sao các bạn không thực hiện? Đó, đấy là quyền và nghĩa vụ của các bạn. Quyền và nghĩa vụ của các bạn thì các bạn nên tận hưởng và nên thực hiện nó. Tại vì nếu mà các bạn bị bệnh thì các bạn có thể lây cho gia đình các bạn, thì người ảnh hưởng đầu tiên nhất đó chính là gia đình các bạn, chứ không ai khác đâu. Bản thân các bạn bị, gia đình các bạn bị, và lây cho cả dòng họ các bạn bị, sau đó là gây ra toàn bộ xã hội bị. Đó, nếu mà đối với những bạn có con có cái rồi thì con bạn là người bị ảnh hưởng đầu tiên nhất, vì người trẻ, con nít và người già là hai cái đối tượng dễ bị lây lan nhất và dễ bị ảnh hưởng nhất, tại vì sức khỏe và sức đề kháng của họ không cho phép. Cho nên Lúa muốn khuyên tất cả mọi người một điều rằng là hãy tuân thủ cách ly 14 ngày nếu mà có dấu hiệu bệnh. Đối với những người có dấu hiệu sốt, khó thở, thì làm ơn đi khám bệnh đi.
coi coi mình có bị hay không để thực hiện biện pháp cách ly. Và nơi đó bác sĩ tình nguyện viên đó sẽ lo cho các bạn rất là chu đáo từ A đến Z. Việt Nam mình là luôn luôn tình người đặt cao nhất. Các bạn thấy không? Lo cho các bạn từng ly từng tí. Vậy thì tại sao các bạn không chịu vào cách ly? Vậy thì Lúa chỉ khuyên các bạn một điều thôi. Khi có triệu chứng nóng, sốt, khó thở, đi khám liền. Đừng để quá muộn mà ảnh hưởng tới bản thân, gia đình và xã hội. Lúa chỉ chia sẻ với các bạn thôi. Thì nghe cái đoạn clip mà nãy nữa đi, để cho vui tươi và vui tươi. Thì Lúa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye.